từ việc Trần Phi Vũ cứu nguy Ngụy Đại Huân và những quy tắc ngầm buộc phải tự hiểu ở Cbiz. Trời ơi, tôi sợ quá. Thôi tôi không biết á nghe, Chị bạn ơi. Bỏ ra. Buổi lễ trao giải hoa biểu năm 2023 đã diễn ra với sự góp mặt của những đạo diễn, diễn viên tên tuổi đình đám như Trần Khải Ca, Trương Tử Di, Dương Dương, Angelababy. Thế nhưng, người chiếm spotlight nhiều nhất trong buổi lễ hôm ấy, thậm chí lên hẳn top một hot search Weibo lại thuộc về hai cái tên Trần Phi Vũ và Ngụy Đại Huân. Được biết, khi cùng đoàn phim bước lên sân khấu, Ngụy Đại Huân người vốn định xếp hàng, đứng sau Trần Khải Ca và Trương Tử Di thì lại lơ ngớ, xem tí nữa đứng hẳn vào vị trí trung tâm. Cũng may, Trần Phi Vũ lúc này đã nhanh tay lẹ mắt, kéo đàn anh ra đứng bên rìa, nhường lại vị trí giữa cho các bậc tiền bối. Xét về tài năng, thực lực hay đẳng cấp, Trần Khải Ca hoàn toàn xứng đáng với vị trí này. Có lẽ mọi người đều biết, vị trí trung tâm là một vị trí rất quan trọng trong các hoạt động, sự kiện của showbiz hoa ngữ hiện nay. Nếu người đứng ở giữa không có địa vị tương xứng sẽ rất dễ dẫn đến tranh luận. Hành động kéo Ngụy Đại Huân của Trần Phi Vũ nhận được rất nhiều lời khen của dân mạng khi đã cứu cho đàn anh một bàn thua trông thấy. Và nếu để ý sẽ phát hiện, không chỉ riêng Trần Phi Vũ rén vị trí này không đâu, đến cả ảnh hậu Trương Tử Phong cũng chạy té khói khi phát hiện mình đang đứng giữa. Thông thường thì tại các lễ trao giải hay chụp tập thể quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban tổ chức sẽ sắp xếp chỗ đứng, chỗ ngồi sao cho thật phù hợp với đẳng cấp và vị thế của từng người. Tuy nhiên, vị trí này sẽ thay đổi qua các năm tùy thuộc vào sự nghiệp lên xuống của ngôi sao đó. Ví như trong đêm hội Weibo diễn ra vào tháng 3 vừa qua, nếu vị trí trung tâm khán phòng gần lãnh đạo cấp cao, đại diện các thương hiệu nổi tiếng là chỗ dành cho các đạo diễn, diễn viên thực lực như Trương Nghệ Mưu, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Diêu Thần thì vị trí hàng thứ hai sẽ dành cho các nghệ sĩ có danh tiếng nhiều năm trong nghề như Hồ Ca, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch hay đang nổi đình nổi đám hiện nay là Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến. Còn chỗ ngồi tiếp theo sẽ dành cho các nghệ sĩ trẻ mới nổi như Vương Hạc Đệ, Ngô Thư Hân hay Cung Tuấn. Và sẽ rất khó trong việc sắp xếp vị trí của các minh tinh sao cho phù hợp nhất. Nếu làm không tốt sẽ bị fan nổi giận, đòi tính sổ ngay và luôn. Khi vị trí trung tâm trong các sự kiện thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao, thì trên thảm đỏ cũng sẽ có luật ngầm mà ai cũng biết đó là nghệ sĩ càng quan trọng sẽ xuất hiện càng muộn. Cũng chính vì vậy mà hiếm có nghệ sĩ nào muốn mình là người khai màn thảm đỏ, họ giở đủ mọi chiêu trò, từ dàn xếp với ban tổ chức đến cố ý đi muộn để được trở thành người cuối cùng. Chu Nhất Long từng vấp phải rất nhiều sự chê trách là thiếu chuyên nghiệp khi được cho là cố ý ra muộn thảm đỏ 20 phút để giành suất cuối cùng với Lưu Diệc Phi tại sự kiện thương hiệu. Mỹ Nam Bành Vũ Yến cũng thường được nhắc đến với hành động tranh ghế VIP của đàn chị Lý Băng Băng tại sự kiện trao giải. Vị trí trung tâm luôn là vị trí hot hit trong các buổi lễ trao giải. Có người muốn được nổi bật, muốn khẳng định vị thế mà đứng giữa không cần đắn đo suy nghĩ, thế nhưng cũng có những nghệ sĩ muốn an phận thủ thường, chạy ngay khi còn có thể. Hãy cùng theo dõi bay Just Love Music để ngắm nhìn những khoảnh khắc ấn tượng của dàn sao hoa ngữ nhé.